một bài liên quan đến một số tổn thương can thiệp chính và một cái bài thứ hai liên quan đến cái biến chứng của mạch vành. Thực ra để học về can thiệp thì cũng phải biết một số thứ, tất nhiên là nó cũng sẽ tương đối phức tạp nếu như mà chúng ta muốn biết sâu. Nhưng thôi thì cái nhiệm vụ của chúng tôi cần phải giải thích qua với các bạn một chút. Trong cái chương trình học của mình thì các bạn có được giới thiệu một cái bài nào liên quan đến các cái dụng cụ can thiệp chưa nhỉ? Ok, vâng. Thế thì chúng ta sẽ bypass qua cái phần đấy luôn và đi sâu đến cái khi mà chiến lược mà can thiệp với các cái tổn thương có huyết khối thì như thế nào. Thế thì như chúng ta đã biết ấy, thì khi mà chúng ta nói huyết khối tức là chúng ta nói đến các cái hội chứng vành cấp. Đấy, nó có rất là nhiều các cái dạng thức khác nhau. Ví dụ như là một cái huyết khối nó lấp đầy hoàn toàn cả các lòng mạch, hoặc là một cái huyết khối nó lấp một phần của lòng mạch. Và như các bạn đã biết là bệnh học của chúng ta có cái nhồi máu cơ tim Medscape chênh lên và nhồi máu cơ tim Medscape không chênh. Thế thì về mặt thực tiễn thì ở đây nó có hai cái dạng. Một cái dạng là cái mảng xơ vữa nó thực sự nó bị vỡ ra, toàn bộ cái lõi lipid bên ngoài nó bắn ra và nó tạo thành cục máu đông. Và một cái dạng thức thứ hai là cái mảng xơ vữa đấy nó chỉ bị nứt thôi, nó chỉ bị gọi là nó bị loét, nó không bị nứt gãy hẳn, nó chỉ bị loét thôi. Và vì thế cho nên là cái tổ chức mà nếu mà lớp nội mạc đâu đó nó vẫn còn, nhưng mà vì nó bị tổn thương cho nên nó vẫn hình thành huyết khối. Đấy, thì tất nhiên là huyết khối trong trường hợp này thường là nó không lấp toàn là lòng mạch, còn nếu mà nó kết hợp thêm với cả một cái rối loạn một cái bậc thang đông máu khác thì nó sẽ xuất hiện cái biến cố này. Thế thì đối với cả những cái tổn thương mà mạch vành cấp mà nó gây ra biến cố thì loanh quanh chúng ta sẽ có khoảng 70% là liên quan đến cái mảng xơ vữa nó thật sự nó bị nứt loét, và 30% còn lại thì nó không nứt mà nó chỉ bị loét thôi. Thế có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là trong hội chứng vành cấp làm thế nào để chúng ta biết là đâu là động mạch thủ phạm? Thì thực ra là chúng ta sẽ không thể biết 100% được. Nếu chúng ta làm siêu âm trong lòng mạch thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là có huyết khối. Chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta thấy là cái mảng xơ vữa nó bị nứt, chứ chúng ta không thể nhìn thấy mảng xơ vữa bị loét. Nếu chúng ta làm OCT tức là soi âm trong lòng mạch thì chúng ta thấy cái mảng xơ vữa nó bị loét mềm ra một chút và đâu đó nó có huyết khối bám xung quanh. Còn có những cái tổn thương mà chúng ta soi vào mà huyết khối nó bị đi di lệch đi và chúng ta không nhìn thấy cái mảng xơ vữa bị nứt loét thì chúng ta sẽ không biết được động mạch thủ phạm. Như vậy là trong hội chứng vành cấp thì cái việc có huyết khối là nó là cái dấu chỉ của cái vị trí đây là động mạch thủ phạm, và vì thế cho nên là nó giúp cho chúng ta biết định vị xem tổn thương này là như thế nào, nên khắc phục bằng cái gì. Đấy, thế thì đấy là một cái điểm quan trọng mình cần phải phân biệt. Còn trong trường hợp mà nó đã đi giải hết, nó bắn đi hết rồi thì lúc đấy chúng ta không thể nào mà nhận định được. Vì thế nên là việc đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá xem là cái huyết khối là như thế nào. Thì đây là cái hình ảnh mà để tiêu chuẩn để đánh giá, bao gồm một hình khuyết cản quang rõ trong lòng mạch như là cắt cột, đúng không ạ? Một cái phần cong lồi đọng thuốc thì cái cong lồi đó chứng tỏ là cục máu đông đã tắc lâu rồi, hoặc là một cái tổn thương lờ mờ hay gì, tức là đáng nhẽ cái thành mạch hết sức là nhẵn nhụi, tự nhiên là có một đám bùng nhùng không biết cái này là cái gì, thì khi đó chúng ta sẽ thấy ngay là đây là chúng ta nghi ngờ cái câu chuyện là có huyết khối, nhất là những cái phần mà huyết khối lớn nó đã bong đi. Và bên cạnh đó thì người ta đánh giá gì ạ? Người ta đánh giá cái mức độ dòng chảy. Ví dụ như ở trên cái hình đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây là gì ạ? Là cảm dòng chảy tự nhiên đây nó bị cắt cụt. Trong bối cảnh cấp thì nó không có tưới máu phía xa, chúng ta nhìn thấy có một cái khe, một cái đuôi ở đây, hoặc là một cái hình với cục máu đông nó lồi lên. Nếu như mà nó đã tiêu đi một phần thì đâu đó chúng ta có thể nhìn thấy cục máu đông. Đấy, thì cái này là dạng là có cục máu đông và huyết khối là và tim y bằng không. Thứ hai là gì ạ? Là đây là có thể là sau khi hút xong đâu đó chúng ta còn nhìn thấy huyết khối nó bám thành, nhưng mà cái dòng chảy nó lờ mờ, nó chảy chậm. Thì đây là cái hình ảnh mà ví dụ như sau khi chúng ta luồn cái gai oai qua, chúng ta nong bóng nhẹ qua, đi qua cái đám huyết khối, chúng ta chỉ tạo lập cái dòng chảy thôi, thì lúc đó chúng ta vẫn nhìn thấy cái dấu vết còn lại của cái huyết khối và cái dòng chảy chậm lờ mờ trong đó, thì nó xếp loại cái dòng chảy là tim I1. Nếu mà cái dòng chảy nó đi đến xa hơn, đến cái đoạn xa nhưng mà chúng ta không nhìn thấy các nhánh tận, bởi vì mặt bản chất là phải nhìn thấy nhánh tận, thì lúc đó chúng ta gọi là gì ạ? Là tim I2. Và nếu nó đi được ra xa, nhìn được cái nhánh tận, tốc độ chảy nhanh thì gọi là tim I3. Thế thì cái tim I3 này là cái dòng chảy trong các nhánh động mạch thượng mạch. Còn nếu như bây giờ chúng ta muốn xem kỹ hơn nữa thì chúng ta phải xem TMP, có nghĩa là chúng ta xem cái lượng máu nó tưới cho các mô thế nào. Thì đây là hình ảnh máu vào, nhưng mà nó còn có khoảng thời gian máu nó phải thoát ra khỏi cái chỗ mạch nó bị đấy nữa. Thì nó phụ thuộc vào việc là có bị tắc nghẽn ở các vi mạch hay không, hoặc là cái mức độ suy tim ở trong cái buồng tim nó nhiều ít. Nếu mà suy tim nhiều, áp lực của âm chừng trái nó nhiều, nó sẽ làm cho cái dòng chảy chạy ngược trở lại nó rất là chậm. Và lúc đấy chúng ta có một thang điểm tiếp theo, nó được gọi là TMP. TMP là đánh giá cái dòng chảy ở trong cái mao mạch. Thế thì thực tế người ta ít dùng cái đó. Lý do là vì sao ạ? Lý do là phải dẫm rất là lâu thì bác sĩ ăn tia rất nhiều. Vì thế nên là người ta không sử dụng hệ thống TMP nhiều lắm, chủ yếu là trong nghiên cứu. Và cái đích mà chúng ta cần đạt được là gì ạ? Là TIMI 3 khi mà chúng ta hút được công cục màu đông ra. Đấy thì đây là cái bảng phân loại cho cái chuyện là hậu quả của cái chuyện tắc mạch là như thế nào. Thế còn đây là cái bảng mà phân loại về cái huyết khối trên hình chụp mạch thì có khá là nhiều cái thang điểm, nhưng tôi nghĩ rằng là cái thang điểm của Sanos là một trong những thang điểm đánh giá là khá là dễ. Thì G0 tức là không huyết khối, G1 là nghi ngờ huyết khối, G2 là chúng ta nhìn thấy cái cục máu nhỏ ở đây, G3 là đã nhìn thấy cái cục máu nó lớn hơn. Rồi cái đường kính chúng ta so sánh là thấy là đây là cái đường kính ngang của lòng mạch, đây là đường kính ngang của lòng mạch. Thì cái chiều dài, cái độ dài nó lớn gấp đôi thì bắt đầu là sang đến huyết khối vừa. Đấy, hoặc là huyết khối lớn, hoặc là cái đây là cái nặng huyết khối gọi là khổng lồ. Thì các bạn nhìn thấy là gì ạ? Là đây là cái số lượng huyết khối nó chúng ta hút ra, có thể ra làm cả một cái bát nhỏ xíu này là đầy cái cục máu đông. Đây trong cái trường hợp mà phình mạch hoặc là đến muộn huyết khối nó rất là lớn như này. Câu hỏi đặt ra là nếu huyết khối lớn như này thì tổn thương động mạch thủ phạm ở đâu? Đấy, câu hỏi rất là lý thú. Thế nếu mà chúng ta là dân tim mạch can thiệp thì cái mảng xơ vữa nó sẽ nứt ở đâu? Bạn nghĩ là ở đâu ạ? Sẽ là giữ ở đầu hay ở cuối ạ? Bạn nghĩ nó nứt ở đâu ạ? Vì sao bạn lại nghĩ ở giữa? Vâng. Thế tại sao lại lan hai phía mà không phải là lan một phía? Và vì đây là có dòng chảy cho nên là tốc độ lan hai bên phải khác nhau chứ. Từ đó suy ra cái giả thuyết giữa của bạn là không hợp lý, bởi vì nó còn có dòng chảy trong lòng mạch vành, đúng không ạ? Vậy thì bạn nghĩ huyết khối ở đâu là nhiều hơn ạ? Cái vị trí nó thường động mạch thủ phạm nó ở đâu ạ? Đấy thì cái câu hỏi này một câu hỏi rất là tricky, nhưng mà đấy là những cái câu hỏi lâm sàng nó đặt ra như vậy. Thế thì trong cái bối cảnh trước đây thì người ta không có các dụng cụ, thì người ta làm cái thí nghiệm, người ta thấy là đại đa số là cái động mạch thủ phạm hay là cái vị trí nứt vữa của mảng xơ vữa nó nằm trong cái khoảng 20 đến 28 mm từ cái điểm đầu tiên. Từ cái điểm đầu tiên này. Và ví dụ đây là cái đầu huyết khối, bạn dò xuống 28 mm thì tổn thương thủ phạm nó nằm ở đây. Đấy là một cái thống kê, và vì thế nên ngày xưa cái thời đại mà không có các dụng cụ hút huyết khối thì chúng tôi cứ nhắm mắt đặt cái stent đấy, bởi vì nó phải tạo lập cái dòng chảy. Mình không có gì để hút ra cả. Thì lúc đó mình phải đặt stent, thì đặt stent phải ở đâu? Đặt stent nó phải che phủ qua phía trên. Nếu không cái cục huyết khối nó sẽ bị lồi ra bên ngoài của stent. Nếu chúng ta không phủ hết, và như vậy nó sẽ bị tắc lại cái stent. Và vì thế chúng ta lấy cái stent 28 nó đặt xuống dưới là xong. Đấy là một thời kỳ là như vậy. Còn bây giờ thì khác hơn một chút, bây giờ chúng ta có rất nhiều các dụng cụ hút huyết khối, thì cái việc đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì ạ? Phải hút sạch sẽ được huyết khối. Sau khi hút sạch sẽ được huyết khối, sau đó chúng ta làm gì ạ? Sau đó chúng ta xác định được chỗ động mạch thủ phạm, tức là chỗ mà nó bị tái phát lại rất là nhanh chóng ấy. Hút ra xong nó lại tái phát lại, hút ra xong lại tái phát lại, thì đấy chính là gì ạ? Động mạch thủ phạm. Cái chỗ, cái vị trí ấy chỉ chỗ bị động mạch thủ phạm. Và vì thế chúng ta đặt chặn lên trên là cỡ khoảng độ 1 cho đến 1,15 mm để chúng ta đặt chặn cái tiến triển của cái huyết khối đó, và chúng ta đặt dài xuống dưới tùy theo mức độ để khôi phục dòng chảy. Và bản chất của vấn đề là gì ạ? Là chúng ta phải lấy hút sạch sẽ được huyết khối rồi chúng ta mới đặt stent. Vì sao chúng ta phải lấy hút huyết khối ạ? Theo bạn, cái này nó là hoàn toàn mang chất là vật lý, bởi vì chúng ta hiểu cái quy tắc thì tự nhiên chúng ta sẽ biết ngay là đồng nghiệp chúng ta làm đúng hay sai. Theo bạn vì sao phải lấy hết huyết khối? Thì cái xe này không áp thành, đúng không ạ? Và điều đấy là giải thích lý do là vì sao trong một khoảng thời gian dài mà chúng ta sau khi chúng ta đặt stent phủ thuốc, chúng ta thấy hiện tượng không áp thành rất nhiều. Đấy là một phần câu chuyện thôi, một phần quan trọng nhất là gì ạ? Vì là cái thuốc mà chống nội mạc ấy, nó làm cho cái lớp tế bào đấy nó bị bất thường, nó không liền mạch lại được, và dần dần nó tạo ra một khoảng ghép. Vì thế nên là trong các bối cảnh mà để cho chúng ta mà muốn để cho cái stent nó gọi là dài tối đa thì chúng ta sẽ có kích thước nó phù hợp nhất ấy, thì chúng ta sẽ phải hút hết sạch sẽ huyết khối. Điều thứ hai là gì ạ? Là nếu mà chúng ta không hút hết huyết khối thì thường chúng ta có xu hướng gì ạ? Đặt cái stent dài hơn bình thường. Tại vì chúng ta chưa che được huyết khối thì chúng ta không khôi phục được dòng chảy. Vì thế đáng lẽ là chúng ta chỉ cần đặt một cái thì chúng ta phải đặt gì ạ? 2 cái, 3 cái, thậm chí là 4 cái. Mà trong khi đó 2, 3, 4 cái chưa chắc là cần thiết, vì đoạn động mạch thủ phạm chỉ là 1 cái là đủ rồi. Từ đấy suy ra là trong cái bối cảnh mà chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng hút huyết khối càng nhiều, càng kỹ càng tốt. Thế nếu bây giờ hút lâu quá thì sao, có ảnh hưởng gì không ạ? Theo bạn, Thế bây giờ cứ huyết khối xong lại bị lại, bị đi lại bị lại, xong rồi tôi hút đi hút lại thì người ta làm gì tiếp? Đấy ạ, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta phải tư duy, bởi vì là cái điều đấy nó mới giải thích được là tại sao trường hợp này chúng tôi lại làm rất nhanh rồi dừng lại, trường hợp này chúng tôi cố gắng hút đến cùng. Đấy. Câu đầu tiên là gì? Là nếu chúng ta làm tất cả các động tác đó, chúng ta có làm gia tăng cái khoảng thời gian đo tua luôn hay không? Đấy là một câu hỏi rất là quan trọng. Việc chúng ta làm có làm kéo dài cái thời gian và cửa bóng, thời gian tái thông mạch vành hay không? Nếu mà chúng ta làm mở gọi là kéo dài thời gian đấy, chứng tỏ việc chúng ta là vô nghĩa, đúng không ạ? Thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ bất thường sống còn của bệnh nhân sẽ kém đi. Thế thì câu đầu tiên phải nói luôn là gì ạ? Thời gian đo tubalun, tức là thời gian từ lúc bệnh nhân đến cửa cho đến lúc mạch vành thông ra, chính là thời gian từ lúc đến cửa cho đến lúc gì? Cái dây dẫn đi qua tổn thương. Vì khi dẫn đi qua tổn thương bắt đầu có gì ạ? Có hiện tượng tái thiếu máu. Vì thế cho nên bản chất của câu chuyện là nếu mà chúng ta càng hút sạch sẽ này các thứ thì nó không làm giảm cái thời gian tái thông mạch vành, vì lúc đấy đã bắt đầu xuất hiện gì ạ? Dòng chảy trong lòng mạch vành, nó không kéo dài thời gian đo tubalun time. Câu chuyện thứ hai là gì ạ? Nếu chúng ta hút kỹ càng thì chúng ta sẽ có được những lợi ích giống như chúng ta vừa phân tích. Nếu chúng ta hút kỹ càng, chúng ta có nguy cơ gì ạ? Chúng ta có nguy cơ đẩy cái cục huyết khối từ đoạn trên xuống đoạn dưới. Và vì thế chúng ta phải làm gì? Lại luôn xuống dưới mà hút. Đấy, thì đấy là chúng ta phải kiên nhẫn mà để hút thôi. Cho nên thậm chí là có những trường hợp chúng ta hút và chúng ta thay đổi các dụng cụ khác nhau để chúng ta hút. Và cái việc hút thành công hay không thành công phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào việc bệnh nhân đến với chúng ta sớm hay muộn. Phụ thuộc vào vấn đề là cái huyết khối này là huyết khối trắng hay là huyết khối xám. Phụ thuộc vào vấn đề là bệnh nhân này tiểu cầu thế nào và đông máu ra sao. Vì khi cục máu đông rất là chắc chắn thì khả năng có thể chúng ta sẽ không hút ra được, mà chúng ta lại đẩy cục máu đấy đi ra xa và chúng ta lại phải thay một dụng cụ tốt hơn để chúng ta hút ra. Và vì thế nên là đấy là cái chiến lược khi đối phó. Là thứ nhất, trường hợp đầu tiên, nếu huyết khối ít như này, nếu mà chúng ta ước lượng là cái này không nhiều lắm, chúng ta đưa quả bóng vào đây, chúng ta nong ra, cục máu đông có thể rơi xuống đây, đằng nào mạch cũng nhỏ rồi, chúng ta nong bằng bóng với một cái áp lực thấp vừa phải để khôi phục dòng chảy, và sau đó chúng ta dùng gì ạ? Đặt một cái sen đi ngang qua đây để làm gì? Để ép huyết khối vào trong, không cho nó bắn ra xa nữa. Nếu khối lớn như này, nếu bây giờ chúng ta là stent thì khả năng huyết khối sẽ bị ép vào đâu ạ? Ép vào đây và mất nhánh nào? Mất nhánh diagonal. Mất nhánh diagonal tức là trình dạng suy tim nó sẽ nặng lên, các rối loạn nhịp nó sẽ tăng lên, có khả năng huyết khối ở trong stent sau này. Và vì thế trong trường hợp này thì người ta cố gắng làm gì ạ? Người ta hút hết ra. Hoặc nếu hút ra không được nữa thì người ta sẽ phải đưa một guide wire vào trong gì ạ? Vào nhánh diagonal, để khi chúng ta đặt stent, nếu mà có mất dòng chúng ta còn có định vị được, biết là chỗ nào là nhánh diagonal để người lái vào. Đây chiến lược số 2. Còn đối với cả trường hợp này thì sao ạ? Trường hợp này huyết khối đầy ở đây hút ra và chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta nhìn thấy là cái lòng mạch nó rất là lớn, kích thước mạch rất là to, có thể lên 4,5 hoặc 5. Nếu bây giờ chúng ta đặt cái stent vào đây thì khả năng rất cao là cái stent đấy làm gì ạ? Lơ lửng trong lòng mạch. Và vì thế càng đặt dài stent càng dễ tắc. Và vì thế có nghĩa là gì? Trường hợp này lại là trường hợp chúng ta tìm mọi cách để hút ra sạch sẽ. Bởi vì nếu có đặt vào sớm stent đấy nó sẽ tắc. Đấy, thì như vậy là trường hợp đầu là trường hợp có thể chúng ta đại khái chúng ta đặt stent rồi rút ra nhanh, đặc biệt là khi bệnh nhân suy tim, sốc tim là làm cái nghe càng tốt. Nhưng trường hợp cuối cùng thì sao ạ? Chúng ta lại phải cố gắng hút ra bằng hết thì thôi. Đấy, tất nhiên nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, biến chứng có hay không vân vân. Nhưng đấy là những cái mà dựa trên hình ảnh, dựa cái phân loại để mà chúng ta lựa chọn cái chiến lược điều trị. Như vậy tóm lại với một cái tổn thương có huyết khối thì hai câu hỏi đặt ra: động mạch thủ phạm ở đâu, vị trí nào, chúng ta phải làm liền cái vết rách của cái nội mạc đấy lại. Bởi vì nếu chúng ta không bịt vào được vào đó, chắc chắn bệnh nhân sẽ tắc trở lại tiếp và biến cố tiếp tục xảy ra. Vậy chúng ta phải đặt stent qua cái vị trí của mảng sơ vữa inlet. Thứ hai, dòng chảy là bao nhiêu, có bị ảnh hưởng nhiều hay không, và khả năng hút thế nào thì phụ thuộc vào các cái phân loại, độ lớn cũng như dòng chảy của huyết khối. Thì đây là ảnh hưởng của gánh nặng huyết khối này, sau đó nó sẽ tắc mạch phía xa, đây là tất cả tắc cái mạch phía xa. Và tắc mạch phía xa là cái hiện tượng là gì ạ? Nhiều khi chúng ta thông ở trên rất là tốt rồi, nhưng chúng ta thấy là cái dòng chảy phía xa nó không cải thiện. Nếu dòng chảy phía xa không cải thiện thì về bệnh phòng nó thể hiện bằng cái gì ạ? Thể hiện bằng cái gì ạ? SC chênh, SC không hết chênh. Đấy là chứng tỏ là gì? Ông này không giải quyết được cái gánh nặng ở các cái mạch nhỏ phía xa. Và vì không lấy được ra được hết cho nên là dòng chảy to nó vẫn còn, nhưng mà gì ạ? SC nó vẫn còn chênh. Còn nếu SC hết chênh có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã giải quyết được phần lớn cái gánh nặng của huyết khối gây ra. Đau ngực nó chỉ xảy ra khi nào? Khi mà mất một nhánh bên. Ví dụ đây là cái tổn thương ở đây, đây là nhánh LVD. Động mạch thủ phạm là ở phía dưới chẳng hạn. Khi chúng ta làm đặt stent huyết khối nó lấp luôn nhánh diagonal, bệnh nhân mới sẽ đau ngực. Hoặc là gì ạ? Chúng ta đặt stent xong chúng ta còn cái lóc tách đầu xa hoặc đầu gần, bệnh nhân sẽ đau ngực. Chúng ta có các biến cố của gai đinh thọc vào làm nứt cái động mạch left main vân vân, bệnh nhân sẽ đau ngực. Hoặc là gì ạ? Chúng ta xiên ra ngoài tràn dịch màng tim, bệnh nhân đau ngực. Còn cái gánh nặng của huyết khối này là ST đỡ chênh hay không chênh. Và đây là tổng đại số, có nghĩa là bao gồm có ST cả chênh lên và cả gì ạ? Cả chênh xuống. Nên chúng ta nhìn cái điện tâm đồ, sau khi bệnh nhân về một cái, sau khi làm can thiệp xong, ra thăm khám cứ bệnh nhân thì chúng ta ghi ngay với điện tâm đồ. Mục đích chính là để làm gì? Là để xem cái gánh huyết khối đã giải quyết được hay chưa. Thứ hai là chúng ta có một dấu chứng để chúng ta phát hiện được cái gì ạ? Được cái tắc lại stent. Vì thường tắc lại stent thì thường là trong vòng từ 6 đến 12 tiếng đầu. Đấy là nếu mà các bạn qua được 12 tiếng đầu rồi thì cái xác suất nó bị tắc lại nó ít đi, đặc biệt là trong cái thế hệ mà chúng ta đang dùng các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu rất mạnh. Rồi kê hợp kháng đông thì sẽ không có nữa. Đấy, thì đây là những cái mục đích để chúng ta hút huyết khối để khôi phục dòng chảy này, giống như chúng ta vừa bàn, để hạn chế huyết khối trong stent. Vì sao ạ? Vì cái stent là một cái mắt gì ạ? Mắt nó mở. Thế bây giờ nếu chúng ta áp cái đấy vào thành thì bản chất vấn đề là chúng ta gây sùi cái huyết khối vào trong lòng mạch. Và nếu mà cái huyết khối đấy nó sùi vào trong lòng mạch, mà nếu huyết khối mới thì sao ạ? Nó sẽ cắt nhỏ ra từng miếng và nó trôi ra phía xa. Còn nếu huyết khối lớn cũ thì sao ạ? Thì nó như cục đá ở đấy, và nó sẽ ở đó, nó làm cái dòng chảy nó bị chậm đi. Thành ra tại sao đặt stent xong mình nong bóng ra thấy tốt thế, mà bây giờ mình nong lên, mình đặt cái stent vào phát tự nhiên thấy dòng chảy nó chậm luôn. Bản chất vấn đề là gì? Vì lúc trước mình mở hé hé ra, máu nó chảy ào qua nó rõ, nhưng khi mình đặt cái stent vào, mình ép cái huyết khối từ trong thành nó vặn ra những cục máu nhỏ, nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm dòng chảy nó chậm đi. Bạn hiểu ý không ạ? Thì đấy là cái mà để khi mình nhận dạng là thôi chết rồi, ca này mình đã cho chống đông hay chưa? Ví dụ đặt stent xong thấy tắc luôn. Một, mình có gây ra dissect ở đâu không? Thứ hai, mình có che phủ hết tổn thương không? Hay là mình bị kéo lên kéo xuống? Thứ ba là gì ạ? Bệnh nhân có được dùng chống đông không? Các bạn chẳng nghiền gì cả, chụp lên vẫn thấy mấy viên thuốc chống dạ dày. Thì sao ạ? Do tắc stent. Đấy, hoặc là có những lỗi hết sức ngớ ngẩn là trong lúc làm can thiệp chúng ta quên không cho heparin. Đáng nghĩa là trong lúc làm can thiệp phải để heparin để nó không đông ở trong ống thông. Bây giờ thông trong luôn ống thông. Một trong những ca nhớ đời nhất mà hồi đấy tôi làm, hồi tôi còn làm nội trú, là trong lúc làm thì chả biết là mình quên không cho heparin hay là mình quên không test ống chống thông, sau mình bơm thẳng cả cục máu đông vào trong lòng quanh quanh. Thế là hồi đấy thì chẳng có cái gì lấy ra cả, đành phải nong bóng chán chê thì nó cái gánh nặng huyết khối này nó càng ngày càng tăng lên, cuối cùng bệnh nhân diễn biến rất là nặng không qua. Đấy thì đấy là câu chuyện liên quan đến chuyện máu đông. Thành ra là đấy là những cái thứ mà mục đích của lấy huyết khối là như vậy, để tránh tắc nghẽn đoạn phía xa. Vì nếu mà tắc nghẽn mạch phía xa thì về sau bệnh nhân nó sẽ diễn tiến là suy tim, hoặc là nó tạo thành cái phình mỏm ấy. Tại sao lại bị phình mỏm? Bản chất vấn đề đấy chính là tắc mạch phía xa đấy. Rồi chúng ta có gì ạ? Giảm gánh nặng huyết khối trong thành, rồi ngăn ngừa hiện tượng không có dòng chảy, giống như tôi vừa nói, khi mình đặt cái ống stent vào mình vắt cái cục máu đông ra này, không khác gì mình vắt cái rẻ lau. Cái nhà càng bẩn thì vắt ra càng gì ạ? Càng bụi bậm nhiều. Thì đấy chính là cái gánh nặng của huyết khối nó gây ra như vậy. Và lúc đó chúng ta sẽ nhìn và đánh giá rõ tổn thương hơn, giảm nguy cơ lâu dài stent không áp thành giống như bạn vừa nói, rồi làm giảm số lượng bóng và stent dùng khi làm can thiệp cấp giống như tôi vừa giải thích. Thì đấy là những cái mục đích của hút huyết khối. Và vì thế cho nên là về mặt bản chất, khi chúng ta thấy một cái tổn thương có huyết khối thì một, chúng ta biết đây là động mạch thủ phạm. Đấy, điểm rất quan trọng, vì nhiều khi chúng ta không biết đâu để mà lần cả. Thứ hai là gì ạ? Là chúng ta phải nghĩ đến cái chiến lược hút huyết khối. Thế bây giờ khi mà hút huyết khối như vậy thì nó có bị ảnh hưởng gì không? Thì toàn bộ cái lớp nội mạc ở phía trên là gì ạ? Nếu chúng ta làm không cẩn thận, chúng ta làm chầy xước toàn bộ cái lớp nội mạc lành ở phía trước tổn thương bằng cái dụng cụ hút huyết khối của chúng ta. Thứ hai là gì ạ? Là trong quá trình hút huyết khối, nếu chúng ta không duy trì áp lực âm, có bạn chộp được cục huyết khối rồi sướng quá, đang kéo ra buông tay phát thì sao ạ? Mất áp lực âm, huyết khối lại chui vào, và nó lại không chui vào cái nhánh chính, nó lại chui vào nhánh bên cạnh. Thành ra là lúc hút huyết khối chúng ta có khả năng gì? Bị rơi huyết khối sang một chỗ khác. Nếu bây giờ chúng ta hút ở bên trái, hút LID nó rơi vào đâu ạ? Vào mũ. Thế hút bên phải rơi vào đâu? Hút bên phải thì nó rơi vào động mạch chủ và nó tai biến mạch não. Đấy, thành ra là về mặt kỹ thuật, nếu không làm thành thạo động tác hút huyết khối thì những cái huyết khối đặc biệt là sắt ở sát lỗ, người ta không cho phép là gì? Hút huyết khối. Tại bạn hút huyết khối sát lỗ nó sẽ gây gì? Tai biến mạch não. Bạn hiểu không ạ? Thì đấy là cái câu chuyện. Thành ra tuy nhiên là bệnh nhân Việt Nam chúng ta thì thường đến muộn những huyết khối lớn. Huyết khối lớn mà không huyết khối thì bệnh nhân tốn một đống tiền, sau đó dòng chảy nó vẫn chậm và nguy cơ tắc stent cao. Vì thế các bác sĩ sẽ phải tìm mọi cách để làm gì ạ? Phải hút huyết khối nhưng mà lại tránh tai biến mạch não. Đấy, thì đấy là những cái trick mà lúc đấy chúng ta học dần, chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta sẽ có cách để giải quyết câu chuyện đấy. Nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu là một cái bối cảnh bệnh nhân làm can thiệp xong, tại sao sau khi làm can thiệp lại phải đánh giá tổn thương thần kinh xem có tắc mạch không, là vì vậy gánh nặng càng nhiều nguy cơ tai biến mạch não càng lớn. Đấy, thì đấy là những cái chi tiết dích dắc để mà chúng ta xem. Mà nếu bệnh nhân mà đến muộn thì đương nhiên là nguy cơ tắc mạch nó sẽ cao hơn vì huyết khối nó sẽ chắc hơn. Đây là lựa chọn. Thế thì có rất nhiều các cái tác động trực tiếp, tức là chúng ta lấy cái gai hoài chọc nó qua, hoặc thậm chí huyết khối nó tắc của mạch nhánh xa quá, cái ống thông của chúng ta nó to hơn đường kính lòng mạch, nếu đưa vào phát nó tổn thương toàn bộ cái mạch đấy thì rõ ràng là lợi ích nó không bằng cái nguy cơ chúng ta gây ra. Và vì thế chúng ta chỉ làm gì ạ? Lấy quả bóng chọc cho nó đi đến tận cùng, nó đi càng xa càng tốt. Vì sao lại như thế? Vì nó có rất nhiều nhánh bên. Như vậy nếu tổn thương bị tắc thì tắc càng xa càng đỡ bị ảnh hưởng, tắc càng gần thì làm sao ạ? Cái vùng thiếu máu nó càng nhiều. Vì thế người ta tìm mọi cách để người ta đẩy cái cục huyết khối đấy ra càng xa càng tốt. Bằng gì? Bằng gai oai, bằng bóng nòng nó ra, chọc nó xuống, tìm mọi cách. Đấy, rồi sau đó chúng ta sử dụng các cái dụng cụ khác. Một dạng là gì ạ? Chúng ta dùng cái cover stent. Cover stent nó có hai kiểu. Cover stent có lớp cái màng bọc bên ngoài, nó ép huyết khối vào luôn. Và một dạng thứ hai là gì ạ? Một dạng thứ hai là trong cái stent bình thường này nó phủ lên một cái tấm lưới nhỏ. Thì khi có cái tấm lưới nhỏ như thế nó sẽ làm ép cho cái huyết khối đấy nó sát vào trong thành mà nó không bị nứt vỡ ra ngoài. Đấy thì cái hệ thống đấy nó được gọi là các cái stent như kiểu là MWAT ở cuối, là chính là cái stent mà có lớp vỏ bằng cái lớp lưới bên ngoài. Rồi chúng ta có thể dùng các cái lưới giống như chúng ta can thiệp mạch cảnh ấy, để chúng ta chặn huyết khối ở xa. Tuy nhiên là trong cái gánh nặng huyết khối của do nhồi máu cơ tim, cái huyết khối cực kỳ lớn, cho nên là nhiều khi cái dụng cụ nó tắc tịt, thành ra sử dụng đấy khá là nguy hiểm. Lý do là vì sao ạ? Sau khi chúng ta vừa hút huyết khối vào một cái, kể cả chúng ta đặt cái lưới từ phía xa rồi, thì toàn bộ cục máu đông nó chảy vào đâu? Nó chảy vào cái lưới. Khi nó chảy vào cái lưới nó bít luôn phía xa và chúng ta không nhìn thấy dòng chảy gì hết. Thành ra chúng ta không biết xử lý thế nào tiếp. Đấy, thành ra đấy về vấn đề kỹ thuật nó có những cái chi tiết rích rắc chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Mới mỗi một cái biện pháp nó có rất là nhiều cách khác nhau. Một dạng thứ hai là gì ạ? Một dạng thứ hai là tôi dùng thuốc. Có rất nhiều người nghĩ ra phương án là thôi bây giờ nếu mà bây giờ tôi không tiêu sợi huyết bên ngoài, tức là tôi tiêu sợi đường toàn thân, thì tôi sẽ tiêu sợi tại chỗ. Tức là gì ạ? Tôi chọc cái cục máu đông ấy ra, tôi đặt cái ống thông vào, tôi bơm cái thuốc tiêu sợi huyết vào trong đấy thì nó sẽ thế nào? Thì đã có nhóm làm như vậy rồi, nhưng tuy nhiên outcome nó không cải thiện nhiều lắm. Thế thì đấy là một nhóm thứ hai, là dùng các cái thuốc tiêu huyết khối hoặc là dùng các cái thuốc ức chế thụ thể GP2B3A, tức là nó làm cho quá trình đông máu nó tụt hẳn xuống. Tuy nhiên là người ta làm nghiên cứu lớn, người ta không thấy thay đổi cái tỷ lệ sống còn nên người ta bỏ đi. Nhưng ít nhất là trong một số cái tình huống là tối cấp, khi mà cái nặng huyết khối nó nhiều quá, chúng ta vẫn có những công cụ chúng ta dùng. Rồi bên cạnh đó chúng ta có những dụng cụ hút huyết khối, nó như là cái máy bơm ấy, như là Angiojet ấy, thì, hoặc là hút bằng tay. Thì đây là cái hình ảnh một vài cái dụng cụ khác nhau. Ví dụ như đây là cái máy Angiojet để mà chúng ta bơm, nó cứ bơm xình xịch như là để hút cả cái mạch máu to lớn như là ở phổi hoặc là chi, hoặc là dùng ở tay thì đây là cái đường. Đây là ống thông mà nó vát đi để nó làm tăng diện tích tiếp xúc, sau đó nó tạo ra một cái áp lực âm. Đây là các cái bơm để tạo áp lực âm. Sang Việt Nam thì chúng ta chế biến là chúng ta thay vào cái bơm xi lanh dạng 50 vào đây để nó tăng cái áp lực âm lên. Chúng ta dùng hệ thống này chúng ta hút được các cục máu đông của người Việt Nam, cục máu đông nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Thì đấy là các cái dụng cụ để thiết bị khác nhau để mà chúng ta có thể hút được cục máu đông. Thế thì khi mà phân tích gộp chúng ta thấy là kết quả nó khá là tương đồng, cho nên là cuối cùng thì bây giờ là người ta tìm mọi cách là để so sánh là giữa việc là hút bằng máy hay là hút bằng bơm hay là hút bằng cái gì, thì nó có rất là nhiều các loại khác nhau. Thì đây là một vài cái điểm này, tức là có thể chúng ta không thể đẩy qua được tổn thương, có thể chúng ta không thể hút được huyết khối, nhưng thực ra ấy, khi mà chúng ta làm nhiều trong cấp cứu rồi thì nó cần phải một cái độ trì của bác sĩ. Bạn làm can thiệp lúc 1-2 giờ sáng, bạn có tiêu thêm 1-2 tiếng để bạn hút cục máu đông ra hay không là một câu chuyện khác. Cái đấy là cần cái độ tỉnh táo, cái độ gọi là nhiệt huyết. Chứ còn nếu mà bạn làm chán thì bạn thấy có dòng chảy rồi, bạn đặt stent bạn rút, chẳng ai nói gì bạn cả. Nhưng cái người không được hưởng lợi là bệnh nhân, chẳng ai biết cả. Bạn bảo cái này nặng lắm, FC không hết chênh, gánh nặng này vẫn có, ok, nhưng thực ra là bạn đã không cố gắng hết sức. Đấy thì cái đấy không ai biết, chỉ trừ những người chính là người làm can thiệp biết thôi. Đấy, đôi khi là mình cố thêm một chút nữa, thì mình có thể giải quyết được dòng chảy tốt hơn. Tuy nhiên đôi lúc cố quá thì thành quá cố thì bệnh nhân sẽ gánh chịu hậu quả. Thì làm thế nào để balance cái đấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người làm. Thế thành ra là trong nhồi máu cơ tim cấp tưởng là dễ nhưng nó lại có cái khó. Đấy, thì đấy là cái chi tiết rích rắc để mà chúng ta hiểu là như vậy. Bởi vì nó hoàn toàn có thể gặp cái biến chứng từ huyết khối, tắc mạch đoạn xa, tắc nhánh khác, tai biến mạch não, tách thành, gập ống thông, đứt tiếc thứ là chuyện hoàn toàn bình thường có thể xảy ra. Thì nó có rất là nhiều những cái mẹo. Đấy, có một vài cái vấn đề như vậy. Thứ hai là gì ạ? Là lợi ích của huyết khối chỉ rõ hơn khi can thiệp những bệnh nhân đến muộn. Có rất nhiều quan điểm là gì ạ? bất kỳ trường hợp nào tôi cũng hút, bởi vì có khi tôi chẳng nhìn thấy. Có những trường hợp bảo là tôi chỉ khi nào tôi nhìn thấy nó rõ thì tôi mới hút. Thế quan điểm của chúng tôi là gì ạ? Quan điểm của chúng tôi là mình cứ thong thả, túc tắc hút huyết khối cũng như là nong bóng ra, là để cho cái mạch máu đây nó có một quá trình nó gọi là post và preconditioning. Mình lợi dụng cái khả năng gọi là post-conditioning của nó để cho cái cơ tim nó quen với tình trạng thiếu máu, cứ đóng ra đóng vào. Mỗi lần mình đưa cái dụng cụ qua, mình bít nó lại, mình làm gây thiếu dòng chảy, cơ tim nó lại thích nghi một chút với cả cái tình trạng thiếu máu. Và vì vậy đấy là cái lợi ích đem lại. Như thế mình cộng gộp lại tất cả mọi thứ. Nếu mình hút nhiều lần, mình cải thiện được dòng chảy, làm cho cái cơ tim nó thích ứng với tình trạng suy tim tốt hơn, thì dẫn đến một hệ quả là gì ạ? Nếu mình làm kỹ như vậy, bệnh nhân sẽ được hưởng lợi về sau này và đỡ suy tim. Thế thành ra là tại sao khi mình hút máu đông mình lại phải kiên trì hút đi rồi hút lại, hút đi rồi hút lại, cho cái cơ tim nó cứ dần dần nó sinh ra. Đấy, tất nhiên là có rất nhiều trường hợp huyết áp ranh giới bấp bênh, bạn làm càng làm như thế bệnh nhân càng nặng. Dù sao chăng nữa thì mình sẽ phải cân đối các câu chuyện đó. Và vì thế nên là gì ạ? Chúng ta thấy là đây là cái phương án xử trí, đưa guideline qua. Nếu mà guideline qua là có 2-3 rồi thì chúng ta có thể là hút ra bằng tay hoặc là hút lớn, hoặc là nếu mà chúng ta thấy dòng chảy tốt có thể đặt stent trực tiếp nong bóng trước. Cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tán thành việc là đặt stent trực tiếp. Lý do là bởi vì là trong tình trạng máu cơ tim thì cái mạch vành nó bị co thắt rất nhiều. Cho nên thường là nếu chúng ta đặt stent trực tiếp chúng ta sẽ đánh giá sai kích thước tổn thương. Và vì thế về lâu về dài stent nó sẽ tái hẹp. Nếu mình muốn đảm bảo kết quả cho bệnh nhân, mình cần phải nong ra nhiều lần. Một là để cho cơ tim nó thích nghi, thứ hai là để chúng ta túc tắc có thời gian cho thêm thuốc giãn mạch, huyết áp nâng lên, đủ các thứ trò, và cuối cùng mạch vành nó trở về kích thước thật của nó. Và khi đó chúng ta stent bệnh nhân sẽ không bị tái hẹp. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần cân nhắc. Thế thì bên cạnh đó chúng ta nghĩ là gì ạ? Bên cạnh hút huyết khối, đây là hình ảnh chúng ta hút huyết khối ra đây đầy các cục máu đông như này. Thì chúng ta đây là từ một lúc một trường hợp sau khi chúng ta hút ra xong, huyết khối ở đây nó rất là dài, bản chất tổn thương chỉ loanh quanh ở vùng đấy thôi và đặt một stent là đủ. Thì đây là những cái cách mà chúng ta thấy là nó phải tối ưu giữa cái chuyện là dùng các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu vân vân. Thế thì gần đây các bạn thấy đấy ạ, nghiên cứu thử nghiệm mới là chúng ta gì ạ? Chúng ta có thể dùng các thuốc kháng ngưng tập tiểu cầu mạnh ở trên bàn, nhưng mà xin thưa là đấy là những trường hợp mà chúng ta không rõ bệnh cảnh, không rõ ràng và nghi ngờ thôi. Còn khi mà và troponin nó tăng quá cao rồi thì sao ạ? Thì đương nhiên là nó tắc một cái mạch lớn, và tắc một cái mạch lớn như thế thì đương nhiên là việc chúng ta dùng thuốc là gì? Là có lợi cho người bệnh, và chúng ta nên dùng những trường hợp đấy. Chúng ta không dùng ồ ạt hàng loạt, nhưng mà những cái trường hợp rõ troponin tăng rõ thì nó là một cái gánh nặng hơi khối lớn rồi, chúng ta cần phải làm với người bệnh. Vậy tóm tắt là gì ạ? Với cái can thiệp tổn thương huyết khối thì cái nặng huyết khối là như thế này, chúng ta có thể hút huyết khối bằng tay và lợi ích rõ rệt những bệnh nhân đến muộn, tức là khi gánh nặng huyết khối nó lớn, và lúc đó chúng ta cần tôn trọng các yếu tố kỹ thuật để tránh biến chứng và kiên trì tận dụng các biện pháp khác nhau để hút. Thì đấy là cái điểm giới thiệu sơ bộ các bạn cái chiến lược trong cái khi có huyết khối chúng ta cần phải làm gì. Thế còn đương nhiên là sau khi huyết khối xong thì chúng ta phải nong bóng ra, đặt stent vào rồi nong lại stent hơn, thì cái đấy nó giống hệt như những cái can thiệp khác. Một cái thứ hai là cái gì ạ? Là một cái chiến lược can thiệp với tổn thương chỗ chia đôi. Thì đây là những cái khái niệm nó hơi sâu một chút với việc can thiệp, nhưng mà chúng ta cần phải biết, và đối với cả chúng ta cần quan tâm đến việc là chiến lược làm như thế thì nguy cơ là cái gì. Ví dụ như bây giờ một bệnh nhân về, đồng nghiệp chúng ta nói là cái này đặt 2 stent ở chỗ chia đôi, thì vậy nguy cơ là gì? Thì chúng ta biết cái nguy cơ đấy để sau đó chúng ta bắt đầu theo dõi và phân tích. Thế thì đây là một cái tổn thương được gọi là một chỗ chia đôi, thì chúng ta nhìn thấy ở đây. Chúng ta thấy là gì ạ? Nó có phân chia rất là nhiều vùng khác nhau, và nếu mà chúng ta nghiên cứu sâu về hình ảnh học chúng ta sẽ phải chia cái vùng này thành 9-10 vùng khác nhau, và mỗi một vùng nó có đặc thù riêng. Làm nào để hiểu được cái tổn thương chỗ chia đôi? Đấy, thì chúng ta lên cầu Long Biên, chúng ta ngắm nhìn sông trong cái lúc mà chiều xuống thấy rác nó trôi về bên nào ấy, thì đấy chính là cái mảng sơ vữa của chúng ta nó trôi về bên đấy, và chúng ta sẽ hiểu một cái điều mối tương quan giữa việc dòng chảy với cả cái tổn thương ở chỗ chia đôi là như thế nào. Đấy, thì nếu mà chúng ta cần tưởng tượng chúng ta nhìn đấy. Và chúng ta thấy một điều là gì ạ? Là cái bờ mà bên phía Gia Lâm ấy là toàn bị sói. Còn cái bờ mà bên phía Hà Nội này đúng không ạ? Mới toàn là rác. Đấy, thì như vậy là trong cái dòng chảy thì bao giờ nó chia được cái dòng chảy xoáy và tầng, thì nó sẽ có cái chỗ nó đọng rác, vọt, và có cái chỗ thì nó luôn luôn bị xoáy vào đó. Và khi đó không xoáy vào đó nó không bị xơ vữa. Và nếu mà bây giờ nó bị tắc thì làm thế nào để biết được chỗ nào là chỗ điểm khởi đầu, thì lúc đấy nó phải dựa trên cái tính toán dòng chảy như thế nào đó thì chúng ta mới biết được. Thì đấy là những câu chuyện mà nó sẽ mở ra một cái hướng mới trong vấn đề nghiên cứu, là với một cái tổn thương này thì xơ vữa nó sẽ ở đây, và vì vậy chúng ta phải đặt stent đến đây hoặc là kích thước đến đây là vừa. Thì nếu như chúng ta muốn thích nghiên cứu sâu, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những đặc thù riêng là như vậy. Thế thì tùy theo cái vị trí tổn thương ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta phân chia các cái vị trí tổn thương dựa trên cái nhánh chính. nhánh chính, rồi ở phần gần, rồi phần xa và nhánh bên, thì chúng ta bắt đầu chia ra các cái loại tổn thương khác nhau, đúng không ạ? Và vì thế nên người ta bao giờ người ta cũng dùng cái phân loại của Medina đấy. 111 nghĩa là tổn thương ở đoạn gần, tổn thương ở đoạn xa, tổn thương ở nhánh bên. Rất đơn giản thế thôi, chỗ nào không tổn thương đều là không, đúng không ạ? Như vậy 110 có nghĩa là gì ạ? 110 có nghĩa là tổn thương đoạn gần, tổn thương đoạn xa và không tổn thương nhánh bên. Nếu không tổn thương nhánh bên thì nó biến thành một tổn thương gì ạ? Một tổn thương một nhánh. Tại vì nhánh bên nó chả có gì liên quan cả, như tôi đặt stent lướt qua phát xong luôn, đàn. Còn ngược lại nếu mà nó là tổn thương 111 thì khi mà chúng ta đặt stent vào đây thì khả năng rất cao là gì ạ? Cái mảng xơ vữa ở cái khu vực này nó sẽ bị đẩy lên phía trước và nó tạo thành hình ảnh gối tuyết, giống như chúng ta ngồi tựa ở gối bông ấy. Chúng ta ngồi dồn chỗ này thì bông cũng dồn vào chỗ khác. Vậy khi chúng ta đặt stent vào cái nhánh chính thì đâu ạ? Thì bông nó phải dồn vào nhánh phụ và nó sẽ mất cái nhánh bên, và lúc đó bệnh nhân sẽ có biến chứng. Vì thế nên là cái phân loại 111, 110 bản chất là để làm gì? Là để đánh giá xem nhánh bên nó bị mất hay không. Đơn giản thì thế thôi. Nếu nhánh bên bị mất tức là cái này là tổn thương bifurcation, tức là chỗ chế đồ thực sự. Nhánh bên này không mất có nghĩa là đây không phải là tổn thương chỗ chế đồ. Đấy, nôm na là như vậy, bởi vì cái đấy là cái thứ duy nhất chúng ta cần biết. Vậy tiêu chuẩn phân loại thế nào? Tiêu chuẩn phân loại là thứ nhất, nếu mà cái tổn thương này nó là nhánh bên hay không. Thứ hai, tổn thương nhánh bên này có phức tạp hay không. Phức tạp hay không có nghĩa là khả năng mất nhánh bên là bao nhiêu. Thì nó căn cứ, nó phụ thuộc vào gì ạ? Đây có phải là tổn thương cuối thân trung hay không? Cuối thân trung là một tổn thương phức tạp. Thứ hai là gì ạ? Là đường kính nhánh bên thế nào, chiều dài tổn thương nhánh bên ra làm sao, và khi đó chúng ta sẽ quyết định xem là nó phải là phức tạp hay không. Nếu bây giờ nó vôi hóa, đấy là tổn thương phức tạp. Nhiều tổn thương, 2-3 nhánh, tổn thương phức tạp. Có huyết khối, chúng ta không dự báo được huyết khối nó sẽ bắn vào đâu, đấy là tổn thương phức tạp. Có góc chia bé, đấy là tổn thương phức tạp. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn chính và phụ để chúng ta phân loại được đây có phải là một tổn thương phức tạp hay không. Bản chất vấn đề là gì? Là có tắc nhánh bên hay không. Đấy là câu chuyện là như vậy. Thế thì vì các cái tổn thương này nó có rất là nhiều các cái khác nhau, cho nên là nó sẽ dẫn đến vấn đề là nó sẽ khác nhau về câu chuyện chúng ta chiến lược can thiệp như thế nào. Thì đây là một vài chiến lược can thiệp. Đây là cái tổn thương, đúng không ạ? Chúng ta đưa hai guide wire ra có hai nhánh, chúng ta đặt cái stent vào cái nhánh chính, chúng ta nong lại cái stent ở đây. Đấy, thì đây là lúc đấy là cái nhánh bên ở đây. Chúng ta có thể là gì ạ? Ở đây chúng ta nhìn thấy không? Stent nó sẽ võng xuống cái nhánh bên, và khi võng xuống nhánh bên thì bản chất là chúng ta sẽ ép cái nhánh bên lại, nhánh bên nó sẽ bị thu hẹp lại một chút. Và nếu cái nhánh bên nó hẹp quá thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải lái lại cái dây dẫn qua đây, chúng ta nong lại, còn gọi là kissing balloon, để sau đó chúng ta tạo hình lại cái chỗ bifurcation. Như vậy đây là cái hình ảnh sau khi chúng ta dùng chiến lược một stent để can thiệp vào cái chỗ chia đôi. Trong đó stent này là đâu? Đặt vào nhánh chính và chúng ta mở mắt bên. Đây gọi là chiến lược provisional stent. Cái từ này rất hay dùng. Đấy. Thế bây giờ chiến lược thứ hai là gì ạ? Chiến lược thứ hai là y chỉ lúc như vậy. Sau khi chúng ta đưa hai guide wire qua, chúng ta đặt cái stent vào nhánh chính, chúng ta nong nó ra, chúng ta đưa một cái vào nhánh bên. Vì nhánh bên quan trọng quá, ví dụ đấy là động mạch mũ chẳng hạn, của độ tổn thương thân trung, chúng ta phải đặt stent. Thì như vậy chúng ta sẽ đặt cái stent tiếp vào trong nhánh bên. Và vì hai cái này nó hình chồng nhau như thế này, giống hình quần đùi, nên nó gọi là kỹ thuật gì ạ? Kilot. Kilot chính là quần đùi. Thì chúng ta sẽ nhìn đấy, và sau đó nong lại, rồi kissing hai bên giống như thế. Như vậy đây hình ảnh cuối cùng. Đây là kỹ thuật hai stent chồng nhau để làm gì? Để mở mắt bên của cái tổn thương phức tạp chỗ chia đôi, gọi là kỹ thuật Kilot. Kilot là kỹ thuật cực kỳ hay sử dụng. Tôi cực kỳ ưa thích kỹ thuật này. Lý do là làm nó tương đối an toàn, và thứ hai là mình nhìn rất là rõ tổn thương, mắt thì kém, máy thì mờ. Đây là một trong kỹ thuật ưu tiên. Đó. Kỹ thuật thứ ba được gọi là kỹ thuật gì ạ? Kỹ thuật crash. Bạn nhìn thấy rõ là nếu mà Kilot thì như này, thì ở đây nó sẽ có gì ạ? Hai lớp stent chồng nhau rất nhiều, và vì vậy nên là gì? Nó sẽ bị tái hẹp. Làm thế nào để đỡ tái hẹp? Phần chồng nhau ít thôi. Phần chồng nhau ít thôi thì nó sẽ dẫn đến một vấn đề là lúc đấy nó giống như cái váy mà xẻ vạt của các chị em này chúng ta ấy. Nó chỉ có Kilot đúng một phần bé xíu ở đây thôi, chứ không phải là chồng rất nhiều. Nó chỉ treo một phần rất nhỏ thôi, và vì thế nó làm giảm cái tỷ lệ chồng ghép của hai mắt stent. Thì kỹ thuật đấy gọi là modify Kilot, là kỹ thuật chúng tôi dùng chủ yếu ở viện tim mạch, vì Kilot là rất an toàn. Modify Kilot là mình cho cái phần chồng nhau nó càng gắn càng tốt, thì như vậy về lâu về dài nó sẽ tốt hơn cho outcome người bệnh. Thì đấy là một cái phương án. Phương án thứ hai là gì ạ? Nếu bây giờ cái nhánh nó bị lệch nhau về mặt kích thước quá lớn, thì một bên là kích thước là 4, một bên kích thước là 2 chẳng hạn, mà chúng ta đặt hai cái stent chồng nhau như thế thì nó sẽ bị méo và nó biến dạng cái stent. Và vì vậy người ta sinh ra một kỹ thuật thứ hai được gọi là kỹ thuật gì ạ? Crash. Crash là thế nào? Crash là gì ạ? Đầu tiên, Đây, chúng ta đặt cái stent vào cái nhánh bên. Cái kích thước của stent này nó bé. Nếu mà kích thước này bằng nhánh chính, chúng ta làm luôn kilốt. Kích thước này nó bé quá, chúng ta đặt stent đây trước thì chúng ta làm gì ạ? Đặt cái stent nhỏ vào đấy. Sau đó chúng ta, vì ở đây nó chỉ đặt ở nhánh bên thôi, sau đó chúng ta cần dùng quả bóng để ép sát nó vào. Vì sao chúng ta cần phải làm động tác này? Bởi vì nếu chúng ta đặt lơ lửng ở đây thì nó sẽ dẫn đến vấn đề là một cái ô nó không bị che bởi mắt stent, và vì thế cái stent nó sẽ bị tái hẹp. Vì thế cho nên là cái stent nó phải che phủ toàn bộ cả cái lỗ. Mà nếu mà nó che phủ toàn bộ cả cái lỗ thì dẫn đến hiện tượng là gì ạ? Nó phải có một phần nó nhô vào trong lòng nhánh chính. Nếu không nó sẽ không thể nào phủ hết được cả lỗ. Và nếu nó nhô vào trong lòng nhánh chính thì mình phải ép dẹt nó xuống. Động tác ép dẹt này được gọi là crash, đâm sầm vào nhau đấy. Thì crashing là chỗ này. Và lúc đó sau khi ép xong, chúng ta có thể kissing một lần nữa ở đây để nó mở rộng cái lỗ này ra, làm cho stent này nó phủ toàn bộ lỗ. Sau đó chúng ta đặt cái stent vào nhánh chính. Sau khi đặt stent nhánh chính, lái lại và nòng lại. Và chúng ta cuối cùng là chúng ta có kỹ thuật là DK crash, là kỹ thuật mà dùng hai stent này đặt tổn thương chỗ chia đôi và một nhánh bên nó bị ép dẹt lại bên trong. Ép dẹt lại bên trong thì nó dẫn đến vấn đề là gì ạ? Ở cái chỗ nhánh bên này là hai mắt stent. Bạn thấy không ạ? Hai mắt stent chồng nhau và vì đấy chỗ đấy là một đống stent. Nếu cái nhánh này nhỏ thì sao? Động tác lái gai oai ra cực kỳ khó. Và đấy là cái thách thức về mặt kỹ thuật của cái kỹ thuật crash này. Đấy là lý do vì sao mà nhiều người trong đời của tôi là không thích kỹ thuật crash. Vì kỹ thuật crash là đòi hỏi phải lái rất là nó như qua nhiều chỗ khác nhau vân vân, thì nó làm cho thủ thuật nó trở nên phức tạp, tốn thêm nhiều dụng cụ. Còn nếu mình làm kilốt thì mình có thể chuẩn mực cái động tác từ đầu, nó sẽ tiết kiệm đồ hơn. Nhưng by the way là nếu cái kích thước nhánh bên nó quá chênh về nhánh chính thì đây là kỹ thuật duy nhất áp dụng được. Bởi vì chúng ta không thể đặt hai cái stent có kích thước khác nhau được. Thì đây là chiến lược thứ hai được gọi là DK crash. Vậy khi bạn hỏi một ông là can thiệp, đây có phải tổn thương thân chung phức tạp, xin lỗi là chỗ chia đôi phức tạp hay không? Người ta bảo có, thì kỹ thuật nào? Kilốt hay crash thì các bạn biết. Nếu kilốt thì có nghĩa là hai bên lồng nhau như vậy, crash thì là nó sẽ có hai cái mắt ở nhánh bên nó chồng nhau ở chỗ đó. Thì mình hiểu cái kỹ thuật đấy là như vậy. Thế thì ở đây nó có rất là nhiều cái chi tiết liên quan đến kỹ thuật. Ví dụ như là đi sâu vào chúng ta sẽ tính toán, thấy là cái góc giữa hai cái nhánh này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiên lượng xa, rồi nó sẽ ảnh hưởng huyết khối thế nào vân vân. Thế tuy nhiên là bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ là gì ạ? Là chúng ta đặt một hay là hai stent mà thôi. Thế thì việc đầu tiên chúng ta cần phải xem là cái nào tốt hơn cái nào về vấn đề tái hẹp. Thì thực ra bản chất là các thử nghiệm lâm sàng cho thấy là khá là như nhau nếu chúng ta áp dụng kỹ thuật đúng. Làm DK crash hay là provisional nó đều tốt. Thế điểm thứ hai là gì ạ? Là nó phụ thuộc vào vấn đề là tổn thương ở lỗ bên thế nào. Đấy, ví dụ nếu nhánh bên không tổn thương thì chúng ta chọn chiến lược một stent. Nếu nhánh bên mà lớn thì bắt buộc phải hai stent. Thì đây là một loạt các kỹ thuật khác nhau. Và bây giờ chúng tôi chỉ recommend là DK crash hoặc là kilốt là những kỹ thuật tiêu chuẩn. Nhưng cái khác chúng ta không làm, cho nên là chúng ta không cân nhắc vào câu chuyện đấy nữa. Đấy ạ. Thì đấy là cái mà chúng ta làm, chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như là ở đây chúng ta sử dụng cái siêu âm trong lòng mạch để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta đánh giá xem cái lỗ bên của chúng ta nó bị hẹp hay không. Và nếu mà lỗ bên mà bị hẹp, ví dụ trong trường hợp này, chúng ta tưởng là động mạch mũ bị hẹp rất nhiều, nhưng thực ra thì khi làm siêu âm trong lòng mạch mũ lại không bị làm sao cả, nên chỉ cần đặt một stent là đủ. Ngược lại nếu ở đây chúng ta thấy là cái này hẹp vừa, nhưng khi làm siêu âm lòng mạch mũ bị hẹp lớn thì lúc đấy chúng ta phải dùng kỹ thuật hai stent. Vậy tóm lại, đối với cả hai phần nhánh thì quan trọng nhất là nhánh bên có bị mất hay không. Nhánh bên bị mất hay không thì cần phải khảo sát, hoặc là bằng mắt thường xem đường kính và độ hẹp, hoặc là bằng siêu âm trong lòng mạch và sau đó tối ưu. Tối ưu thì có chiến lược là một hoặc hai stent. Thì đấy là những cái câu chuyện là cần bảo vệ nhánh bên là khi thế nào, rồi nguy cơ khi can thiệp ra làm sao, rồi chiến lược như thế nào vân vân. Tôi thì tôi không muốn đi quá sâu vào câu chuyện đấy vì nó sẽ đi sâu vào ảnh hưởng kỹ thuật rồi vân vân. Rồi các cái stent loại đặc biệt để nó mở mắt bên, thực ra bây giờ người ta không còn dùng nữa, nên là giới thiệu với các bạn là có những loại stent như vậy. Chúng ta cũng có thử nghiệm lâm sàng tham gia đấy, nhưng mà về sau đấy là hiệu quả nó không cao lắm, chúng ta bỏ hết. Đấy. Đấy là vậy. Tóm lại là tại sao chúng ta phải quan tâm đến chuyện đấy? Bởi vì chúng ta quan tâm một điều duy nhất là stent nó bị tái hẹp hay không. Thì đây là các vị trí tái hẹp khi mà sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Và chúng ta thấy là đại bộ phận chủ yếu là tái hẹp ở đâu ạ? Ở mắt bên, ở miệng của stent. Và vì thế nên là sau khi làm đặt kỹ thuật xong thì chúng ta cần tối ưu bằng bóng mà post dilate mới là cái quan trọng nhất. Đấy là những cái thứ mà chúng ta phân tích liên quan đến cái việc mà đặt 1 hay 2 stent. Thôi Chúng ta cũng chỉ nên nói đến thế thôi đúng không ạ? Không cần nói nhiều hơn nữa làm gì. Đấy, tóm lại câu của cái slide này là do dành cho các bạn để thi. Là mục tiêu can thiệp là để làm gì ạ? Là tối ưu cái nhánh bên. Đấy, thứ hai nữa là chiến lược cơ bản, chiến lược đặt một stand. Và sau đó nếu mà nhánh kia mà có vấn đề thì chúng ta xử lý tiếp. Thế thì chúng ta chuyển sang cái món tiếp theo là nó thân chung động mạch vành trái. Thì thân chung động mạch vành trái chính là một dạng gì ạ? Một dạng chỗ chia đôi, chả khác gì cả, nhưng có điều nó phức tạp hơn. Thì đây là những cái điểm chính. Ví dụ đây là những cái đặc điểm nó khác biệt, nó tại sao tạo ra sự khác biệt của chỗ thân chung. Lý do là gì ạ? Là cái kích thước thân chung bao giờ nó cũng lớn. Vì thế nên mình trông cái stand, mình tưởng là stand bé, thực ra mắt stand cái kích thước rất là lớn. Bao giờ stand này không áp thành, và vì không áp thành nó mới có biến chứng muộn. Thành ra là trong cái trường hợp mà can thiệp thân chung tại các trung tâm thì thường người ta phải có gì ạ? Phải có iverse để cái stand nó áp vào thành. Đấy, mỗi thế thôi ạ. Ngoài ra y chỉ đúc tất cả tương tự như vậy. Đấy. Thế hiện nay thì chỉ định can thiệp thân chung khi nào? Chỉ định can thiệp thân chung khi là các cái mạch khác nó còn tương đối tốt thì chúng ta sẽ can thiệp thân chung. Còn nếu mà tổn thương lan tỏa thì tổn thương thân chung sẽ nên mổ thay vì nên can thiệp. Mỗi cái chữ đấy là cái quan trọng nhất. Vậy làm thế nào để biết là còn tốt hay không còn tốt? Thì bằng khảo sát. Khảo sát bằng gì ạ? iverse. Khảo sát bằng gì ạ? Bằng FFA. FFA là một cái công cụ, nhưng mà khi mà có tổn thương thân chung thì nó rất hay bị sai. Vì thế nên là thường là khi có tổn thương thân chung, để chúng ta đánh giá đúng, chúng ta phải dùng iverse là vì vậy. Nó có những cái rích rắc ở bên trong. Tóm lại là nó cũng... Sau khi chúng ta biết được về thân chung đây rồi thì đây là cái chiến lược tổn thương. Đấy, thường là tổn thương cứ khoảng 20-70%. Và vì thế nên là bây giờ chúng ta cần phải tính toán cái câu chuyện là đặt stand là như thế nào. Ở đây là cái hình ảnh để mô phỏng lại câu chuyện đó. Thì thường là khi tổn thương thân chung ấy, thì bao giờ gần như là 70% là đều có tổn thương tại lỗ. Thế nếu tổn thương tại lỗ thì chúng ta buộc phải đặt stand ra phía ngoài để chúng ta che phủ tổn thương đấy. Mà nếu mà đặt stand ra phía ngoài thì sao ạ? Thì về lâu về dài là chúng ta không chụp lại được nữa. Tại vì không có cách nào để mà gá được cái ống thông vào trong cái đầu stand đấy cả. Đấy là cái thách thức cơ bản. Vì thế nên là đặt cái stand ở thân chung ấy, khéo thì cái phần nhô vào thân chung nó phải sao ạ? Phải ít. Thứ hai là cái stand này nó phải áp sát vào thành. Bởi vì là thường kích thước thân chung rất là to mà stand của chúng ta lại bé. Từ đó nó suy ra là phải dùng cái stand có độ cứng nhất định, có độ nở nhất định, có mắt nhất định. Và vì vậy không phải các loại stand đều có thể đặt được ở thân chung. Mỗi thế thôi ạ. Còn lại mọi khí thác khác là giống nhau. Thế thì tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy một cái bảng đầy đủ các kỹ thuật ABCDF để làm kill load thế nào các thứ bên sau. Tôi không muốn đi sâu vào những cái chuyện đấy. Đấy không phải việc của chúng ta. Nhưng mà tóm lại là nói y chỉ đúc như thế. Và chúng ta cũng thấy là làm thế nào để chiến lược ở đây thì để là mình chọn nó cũng giống hệt như là với cả tổn thương thân chung mà thôi. Thì giữa thân chung với cả tổn thương nhánh bên là như nhau. Nhánh bên to chúng ta cần quan tâm, nhánh bên bé thôi. Thì đấy là cái quan điểm của tổn thương thân chung. Bây giờ với stand bây giờ khả năng nở tốt, thuốc mạnh gần như là nó rất ít tái hẹp nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật. Thành ra đấy là lý do vì sao mà chúng ta làm thân chung khá là nhiều ở châu Á là như vậy. Đấy. Còn đây là đi sâu vào những kỹ thuật khác để optimize các thứ như nào thì thôi, tôi nghĩ là cũng không cần phải nói. Một chi tiết khác nữa mà chúng ta cần có một cái khái niệm một tí, tức là chúng ta tính toán cái kích thước của cái thân chung thế nào. Đây là những cái kích thước để tính toán kích thước của thân chung. Đấy thì bạn nhìn thấy đây là nó có cái công thức để nó tính. Mình dựa vào đường kính phía xa, đường kính của mạch nhánh bên, chúng ta sẽ tính được cái đường kính của thân chung. Tuy nhiên ở một cái nhánh bình thường và thân chung nó rất khác nhau. Chúng ta phải có độ hiệu chỉnh các kỹ thuật đấy để cho nó khác đi. Ví dụ như là ở nhánh bình thường thì khác, nhánh bên thì khác. Và nó có một kỹ thuật nó gọi là 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 nghĩa là cái đường kính tối thiểu để không bị tái hẹp ở vị trí thân chung. Đấy thì 5 là ở mũ, 6 là ở LOD, 7 là ở giữa, còn 8 là ở thân chung. Đây là đường kính tối thiểu. Đường kính tối thiểu nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta làm iverse xong chúng ta thấy cái đường kính này trên 8 thì như vậy là cái xác suất mà bị tái hẹp nó sẽ dưới 5%. Và còn nếu mà không có cái này thì sao ạ? Xác suất tái hẹp nó cao. Vì thế nên là sau khi mình làm xong mình có thể biết được là cái khả năng tái hẹp của cái stand ở thân chung là như thế nào. Đấy. Bởi vì vậy cho nên là đương nhiên là nó sẽ có những cái phải sử dụng iverse rồi OCT rồi cái nguy cơ biến dạng đầu stand. Đây là cái nguy cơ chúng ta thấy khi đặt stand nó nhô ra phía ngoài. Về sau này khi mình thúc cái gai đinh vào để chụp stand, đầu stand nó sẽ bị chùn lại. Đấy là cái mà chúng ta cần phải tính đến. Thì đấy là những cái biện pháp khác nhau. Từ trên cơ sở đó bắt đầu mình tính toán các loại sen khác nhau, độ trùn thế nào, kích thước nong bao nhiêu vân vân. Thì đấy là cả một câu chuyện giải tập khác. Đấy thì đấy là vậy, kết thúc là của cái câu chuyện là can thiệp thân chung, nó là như vậy. Thì tóm lại tập lập ra một kế hoạch, xem xét nhánh bên có bị làm sao không, tập trung giữ cho LID. Vì sao phải giữ LID ạ? Để cho chúng ta tinh ngủ một tí, vì sao can thiệp thân chung lại phải giữ LID? Vì sao không phải là giữ mũ? No. Bởi vì là cái vấn đề là outcome của một bệnh nhân mạch vành phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào mức độ suy tim của người bệnh. Suy tim càng nặng, outcome nó sẽ càng nặng. Vậy động mạch nào nó sẽ giữ cho chức năng tim còn nhiều nhất? LID. Vì thế nên là ưu tiên là gì ạ? Cứu LID. Luôn luôn là cứu LID. Bởi vì cái đó nó quyết định cái mức độ suy tim của người ta về lâu dài. Thế đấy là lý do vì sao phải cứu LID. Đấy. Rồi đấy là những cái chiến lược ABCDF. Tiếp theo thì chúng tôi giới thiệu nhanh sang một cái phần khác nữa, là cái phần liên quan đến tổn thương tắc nghẽn mãn tính. Tôi chỉ mang tính chất là giới thiệu cho các bạn có các chiến lược làm này như nào để khi mà chúng ta nói chuyện chúng ta còn biết, nhưng chúng ta không yêu cầu đi sâu vào đấy làm gì cả. Thế nào là tổn thương tắc nghẽn mãn tính? Đấy, 3 tiêu chuẩn: thời gian tắc trên 3 tháng, không có dòng chảy có chỗ tắc hoặc có bằng hệ tự thân. Đấy, và cái thời gian đấy thì chúng ta nhìn thấy chia làm các cấp độ, bán cấp, tắc chưa lâu đấy, chúng chẳng biết xếp loại là cái gì cả, mà nó là tắc hoàn toàn mãn tính. Thế thì bản chất của câu chuyện là thế nào? Bản chất là đầu tiên nó có một cục máu đông. Sau khi nó bị tắc mà chúng ta không thông ra được thì nó sẽ có những cái mạch máu rất là nhỏ, nó gọi là vi mạch nhỏ xíu để thông qua. Sau một thời gian dài nó không có tưới máu gì hết, các mạch nó đóng dần lại và bắt đầu cái huyết khối hoặc là nó bắt đầu lan sang lên trên hai đầu, và bao giờ sau một thời gian nhất định nó sẽ biến trở thành một gì ạ? Một tổn thương tại chỗ chia đôi. CTO luôn luôn liên quan đến các nhánh bên. CTO càng liên quan đến các nhánh bên thì nó thể hiện là mức độ cũ của nó càng lâu. Nếu mà nó cứ còn các cái, ví dụ đây cái hình ảnh các bạn nhìn thấy, đấy, nếu mà chúng ta vẫn còn nhìn thêm cái mấu ở trên này chứng tỏ là mới. Càng lâu càng cũ càng khó thì nó sẽ càng liên sát đến nhánh bên. Và khi đến, nếu mà chúng ta nhìn không khéo, chúng ta còn không biết đây là có nhánh bên xuất hiện nữa cơ, thì đấy là một cái CTO thực sự. Và cái CTO đây là khó nhất, vì chẳng biết đâu để mà đục nó ra cả. Và nếu mà chúng ta nhìn hình ảnh chụp mạch, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái đoạn máu chảy xoẹt từ đến đây, và không biết đâu là tổn thương, ở chỗ nào là chỗ để xuất phát điểm để đi tìm hình ảnh đấy. Và lúc đấy nó sẽ sinh ra một loạt kỹ thuật để làm gì ạ? Để nó dò cái lỗ vào của nhánh bên. Thế thì ở đây là đầu gần, ở đây là đầu xa. Đầu gần bao giờ nó cũng tiến triển nhanh hơn. Và vì vậy những trường hợp mà đầu gần đã sát nhánh bên thì người ta có một con đường là gì ạ? Lái ngược dòng từ dưới đi lên. Bởi vì cái đầu đấy bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy cái mấu nó còn. Còn khi cả đầu gần không thấy mấu, cả đầu xa mà không thấy mấu, thì nói chung là chúng ta sẽ thất bại. Bạn hiểu ý không ạ? Đấy, như vậy là một cái tổn thương thực sự, nhìn tổn thương này bảo có làm được hay không? Thì theo lý thuyết nó có cái mấu ở đây không? Nếu nó có mấu mới, dễ qua, làm được. Nếu nó bị mất bị mấu ở đoạn trên thì mình nhìn đoạn xa xem bảng hệ nó thế nào, có được hay không? Nếu có, cái này làm được. Còn nếu mà cả hai bên mà mất rồi thì sao ạ? Thì thôi. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy hoặc chúng ta nhìn rất rõ nhưng mà chúng ta nhìn thấy đầy vôi ở bên trong thì sao ạ? Cũng thôi. Bởi vì khi mà vôi thì khả năng rất cao là đi ra ngoài, nó không phải nằm ở bên trong. Vậy tóm lại đấy là những đặc điểm để chúng ta có thể nhận định được tổn thương này có làm được hay không. Sau khi làm được hay không rồi bắt đầu là chúng ta bắt đầu nhảy vào làm hay không làm. Thế còn đối với cả bác sĩ nội khoa thì chúng ta quan đến chuyện là gì ạ? Có đáng làm hay không đáng làm? Thì lúc đó bắt đầu phụ thuộc vào vấn đề là chức năng tim thế nào, rồi các cái khác ra sao. Đây là cái vai trò bảng hệ. Tất cả các chỗ tắc đều có một cái gì đó gì chảy qua. Nó chỉ là bé cũng bé thôi. Là mọi vấn đề tưởng là bế tắc kiểu gì cũng có cách giải, chẳng qua nó bé là to thôi. Thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Đục từ cái bé biến nó thành cái to, biến cái rãnh nhỏ trở thành rãnh to, biến cái rãnh to trở thành vết nứt to, biến vết nứt to trở thành một chỗ đặt được stent. Với điều kiện là vết nứt to đấy đừng làm sao ạ? Đừng thủng ra ngoài. Tại vì đôi khi chúng ta chưa kịp thông ra trong cái chính rồi thì nó sẽ thủng ra ngoài. Và vì vậy châm ngôn của làm CTO là gì? là chúng ta tạo lập một đường hầm ở bất kỳ vị trí nào còn bên trong lớp nội mạc. Xin lỗi, còn bên trong cái lớp vỏ bên ngoài áo bằng che. Vì các cái động mạch vành thì bao giờ có một lớp cơ bên ngoài đúng không ạ? Xong rồi có cái lớp nội mạc bên trong đúng không ạ? Nội mạc bên trong nó đánh dấu cái lòng. Nhưng từ cái lớp nội mạc đó đến cái lớp vỏ nó còn cả một đoạn dài. Chúng ta đi ra đi vào lòng giả lòng thật hỗn loạn, miễn là gì? Đừng thủng ra bên ngoài là xong. Đấy là tổn thương CTO. Người làm CTO giỏi là gì ạ? Là cái đường đục ra nằm đúng ở lòng chính. Người làm CTO không giỏi là gì ạ? Là tôi đục xong rồi, nhưng mà nó nằm ở đâu đó, nó nằm ở ngoài, và vì vậy là vẫn đục được cái mạch, vẫn thành công, nhưng mà mất hết nhánh bên, và vì vậy bệnh nhân vẫn suy tim và về lâu dài không cải thiện outcome. Bạn hiểu không ạ? Thành ra là không phải là cứ làm CTO là giỏi. Làm CTO bệnh nhân phải sống tốt thì mới là giỏi. Làm CTO mà phải biến từ một cái tắc nghẽn mãn tính trở thành cái sinh lý mới là giỏi. Thì đấy là cái khó khi mà chúng ta hiểu về cái chuyện là chất lượng và cái kỹ thuật làm như thế nào, phải dựa vào cái hình ảnh sinh học, vào cái gọi là tổn thương mô học trước đã. Đấy là lý do vì sao người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhiều Mỹ hỏi là cái bây giờ có CTO có làm hay không làm? Ông cứ cãi nhau nhiều quá, tôi chả biết là ông thì hôm thì ông bảo đục được nhưng mà nó lại lòng giả, hôm thì đục được nhưng nó lòng thật. Cái thì tốt, cái thì xấu, vậy lúc nào làm? Thì trước đây ấy, Mỹ cứ CTO là gì? Là mổ. Tại mổ tốt hơn. Bây giờ ấy thì sau khi làm hết rồi, bệnh nhân làm thì nó lại không tái hẹp cho. Thuốc tốt quá, stent tốt quá, thì người ta bắt đầu làm đến CTO. Làm đến CTO thì bắt đầu là người ta hỏi một câu, lúc nào thì làm? Thì người ta thấy là nếu cái vùng mà bị tắc do CTO mà tưới trên 10% diện tích thiếu máu cơ tim ấy, diện tích của cơ tim, thì lúc đó mở thông ra là có lợi. Đấy là cái ngưỡng tối thiểu ra làm. Đấy. Thế thì sau đó bắt đầu đưa ra một loạt các giả thiết có lợi, cải thiện tỷ lệ tử vong hay không, rồi cải thiện triệu chứng hay không, rồi mở một phần ra như thế nào, vân vân. Thì cuối cùng câu trả lời bây giờ là gì ạ? Là nếu vùng tưới máu cơ tim nó mà lớn, trên 10% mở ra thì tốt. Đấy, thì đây là cái làm như thế. Và khi mở ra thì nó sẽ có thể cải thiện tử vong. Nhưng đại đa số là cải thiện chức năng thất trái, cải thiện được cái mức độ đau ngực, rồi cải thiện được cái chất lượng sống. Và đây là cái bảng tóm tắt lý do để mở thông tổn thương CTO. Câu này có thể hỏi các bạn đáp án, ví dụ như là lý do để mở là gì? 1, 2, 3, 4 thì chọn đáp án nào đúng thì đấy. Thì là cải thiện tỷ lệ sống còn, có thể không phải nhiều lắm, chức năng thất trái có thể, đau ngực, nó giống hệt các tổn thương khác. Đấy, đúng không ạ? Cải thiện gánh nặng, giảm dung nạp các bên cố tưới máu, vân vân. Nó có rất là nhiều các chi tiết tích sắc nó là như vậy. Đây là những cái thử nghiệm can thiệp ngẫu nhiên so sánh. Cuối cùng người ta thấy thực ra chưa chứng minh được là có lợi hay không về mặt sống còn, thậm chí là sống còn như nhau nhưng mà có lợi hơn vấn đề đau ngực. Cho nên là đấy là những cái tranh cãi hiện tại. Đây là cái bảng tranh cãi hiện tại để cho chúng ta thấy như là thế nào. Đấy, thì đấy là cũng là một cái mảng mà vẫn còn đang là rất là xám trong lĩnh vực tim mạch can thiệp. Các bác sĩ tim mạch can thiệp thì đua nhau làm, bởi vì đây là như kiểu cái level ấy, bạn đạt đến cái này rồi chứng tỏ là trình độ của bạn cao thủ lắm. Nhưng mà xin thưa, đục thông ra thì nó cũng không phải là vấn đề gì cả. Vấn đề là sau này người ta có được hưởng lợi hay không. Thành ra thực ra mức độ cao thủ chỗ đánh nhau ấy là chỗ là mình chúng ta không đánh. Chúng ta nhìn thấy địch thủ lớn quá ta né, thì đấy mới là giỏi. Chứ còn cứ hì hục đánh thắng nó thì có khi là thương vong đầy mình, đúng không ạ? Thì CTO làm cái tương tự như vậy. Chúng ta làm cực kỳ tốn kém, đồ đạc, đẩy cái nguy cơ bệnh nhân lên rất cao. Và cuối cùng là có thể nó không cải thiện sống còn. Đấy, nên cái đấy là cái chúng ta cần phải tính một tí, chúng ta là xem xét. Vậy thì đây là những cái chỉ định can thiệp CTO là như thế nào, rồi vân vân và vân vân. Rồi đây là kết luận vấn đề chỉ định mở thông. Có vẻ cải thiện sống còn, có vẻ thôi nhá, chưa có bằng chứng. Đấy, nhưng chưa được chứng minh ngẫu nhiên qua cái thử nghiệm ngẫu nhiên. Và tương tự đau thắt ngực ổn định nó phụ thuộc vào việc cái vùng tuyến máu là như thế nào. Bây giờ chúng ta thông qua một vài cái giới thiệu một vài một chút về vấn đề là kỹ thuật. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đây ạ. Đây là cái lớp vỏ ngoài và đây là cái giới hạn của CTO. Nếu chúng ta thủng cái này chắc chắn đủ thất bại, phải dừng. Còn ở đây là cái lòng. Còn nếu chúng ta đi ra ngoài đây thì sẽ là gì ạ? Lòng giả. Nhưng nếu chúng ta vẫn lượn vào đầu lòng thật thì sao ạ? Thì vẫn tốt như thường. Và quan trọng nhất là để cái đoạn lòng giả đấy càng ngắn càng tốt. Đấy, thì đấy là cái mục đích của làm CTO. Còn cái chuyện trong CTO giả thật lẫn lộn là chuyện bình thường, chắc có gì phải thắc mắc cả. Thì nếu không nó đã không là CTO. Đấy, thế thì bây giờ làm thế nào để làm được câu chuyện đấy? Thì bây giờ nó phải sử dụng một các kỹ thuật khác nhau. Việc đầu tiên là nó sử dụng một cái gì ạ? Một cái kỹ thuật nó cố gắng phân biệt được cái mức độ cứng mềm của cái mô này để lách qua. Thì cái dây dẫn đấy nó phải có một dây dẫn đặc biệt để nó có một cái phản ứng phản lại cái lực để mình nghe cái tay. Thế là tại sao mà những người làm can thiệp ấy, người ta cần có một kinh nghiệm nhất định để người ta nghe được cái tay là như vậy. Nghe được cái tay để làm gì? Để người ta cảm giác được độ nặng nhẹ, độ cứng chắc mềm của cái mô này. Trên cơ sở đến người ta lựa chọn được guide wire đúng. và trên cơ sở đấy người ta có thể chiến thắng được tổn thương CTO. Bản chất vấn đề là như thế thôi. Thế thì ở đây nó có rất là nhiều các kỹ thuật khác nhau, thì nó có những cái hệ thống KY nhất định để mà nó khi mà chúng ta lái qua thì chúng ta sẽ có thể uốn được tùy theo cái vị trí mà chúng ta cần làm. Đây là cái hình ảnh minh họa cho các bạn biết cái nào là thật mới giả. Đấy. Miễn là chúng ta đi là gì ạ? Miễn là chúng ta nằm ở bên trong cái lớp cơ bên ngoài là chúng ta thành công. Lúc đấy là vỗ tay cười hả hết. Cuối cùng là máu nó vẫn chảy từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Còn nó đi qua ngách bên hay không thì đấy là câu chuyện khác. Vì thế nên là chúng ta có thể đi xuôi dòng, có thể đi ngược dòng, có thể kết hợp cả hai, có thể đục chỗ nọ thông qua chỗ kia. Để tất cả câu chuyện là đấy là các kỹ thuật khác nhau. Thế thì mức độ khó một tổn thương CTO là như thế nào? Là nó có dài ngắn, càng dài càng khó. Thứ hai là nó có liên quan đến cái chỗ nhánh bên lóc tách hay không? Đấy, thì và có cần lái ngược dòng hay không? Thì đây là một vài kỹ thuật để chúng ta nhìn thấy để tiếp cận. Đây là tiếp cận kiểu xuôi dòng. Đấy, tức là chúng ta đây là dòng máu chảy từ phía trên, đây là gần gốc động mạch chủ đấy ạ. Chúng ta đưa dây dẫn vào đục thông qua cái chỗ này. Thì đây là các loại dây dẫn khác nhau, các kỹ thuật khác nhau, rồi nâng cấp từng gai oai. Chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Là phải nâng cấp từng gai oai đấy. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì có cái cách rất hay là gì ạ? Là dùng ngay gai oai tốt nhất, đi qua luôn. Một là thất bại, hay là gì ạ? Thành công. Để làm gì ạ? Tiết kiệm tiền. Nhưng thực ra cái đấy không có lợi là gì ạ? Cái người làm thủ thuật sẽ không có cái cảm giác. Đấy, ví dụ như là cái cảm giác mà đối tổn thương này có cần phải sử dụng cái gai đến mức như vậy hay không. Toàn đem dao mổ trâu ra giết gà, đương nhiên là giết tốt, nhưng mà đôi khi nó sẽ không cần thiết. Đấy, thì và nó sẽ làm cái khả năng bị biến chứng nó sẽ cao hơn. Đấy là cái cách của Việt Nam. Còn cách của nước ngoài là gì? Tôi cứ thử từ cái thấp đến cao, từ thấp đến cao. Đấy, cái nào mềm trước cứng sau, thì như vậy nó sẽ tăng cái cơ hội thành công, nhưng mà nó tốn tiền. Nôm na là như vậy. Đấy, đây là các cái kỹ thuật khác nhau về lách vân vân. Thế còn bây giờ đi ngược dòng thì sao? Đi ngược dòng thì bây giờ chúng ta đi từ dưới ra thì phần lớn cái mô này mô mềm. Tuy nhiên là nếu cái mô này không mềm thì sao ạ? Nó đi ra ngoài một lúc thì sao? Thì nó lại vào trong. Và như vậy là khi chúng ta đặt cái ống stent qua đây thì bản chất chúng ta sẽ ép toàn bộ cái lòng thật vào gì ạ? Vào một thành, và chúng ta tạo ra một cái lòng thật mới nằm ở trong lòng giả, nối lòng thật đầu này với lòng thật đầu kia. Và như vậy có nghĩa là gì ạ? Toàn bộ các nhánh bên đi ra từ bên này sẽ làm sao? Mất sạch. Vì thế cho nên là cái kỹ thuật mà làm ở LAD thì sao ạ? Không có lợi, bởi vì nó nhiều nhánh bên quá, cho nên nó sẽ mất hết xong nó sẽ suy tim. Nó sẽ có lợi nhất ở bên nào? Vành phải. Vì sao? Ống to, rộng, thông và không có nhánh bên. Bạn hiểu không ạ? Thì đấy là cái tại sao mà khi mà người ta lựa chọn một kỹ thuật thì người ta phải lựa chọn là tùy theo cái lợi ích nguy cơ là như vậy. Thì đấy là có những cái kỹ thuật khác nhau, rồi kỹ thuật là nong ra là như thế nào. Đây ví dụ đây chúng ta nong ở phía dưới lên, xong rồi chúng ta nong từ trên xuống, làm thế nào để hai cái phần để nó chạm được vào với nhau, để thông với nhau. Thì lúc đấy gọi là kỹ thuật reverse rồi cắt vân vân. Đây ví dụ chẳng hạn đây một kỹ thuật reverse cắt là kỹ thuật tiêu chuẩn. Đây là đoạn gần proximal, chúng ta lái gai oai, chỗ này cứng quá không qua được, đi vào lòng giả. Chúng ta quay sang lái từ phía xa, đi vào chỗ này không vào được, đi vào lòng giả. Làm sao để hai cái này thông nhau? Gây cái đai sách, đưa quả bóng vào, nong nó ra. Là chúng ta đưa quả bóng gì ạ? Vào đầu gần, nong nó ra. Rồi chúng ta lái lại, vì khi nó đã nứt ra rồi thì sao ạ? Khả năng đâm xuyên vào nó dễ hơn. Và vì thế chúng ta để quả bóng đây, rút cái dẫn đường xa ra, lái vào trong này. Và hai dây dẫn làm sao ạ? Gặp nhau rồi chúng ta thay bằng một cái ống thông, một cái dây dẫn khác thông từ đầu đến cuối, và chúng ta đặt stent xuôi dòng như bình thường. Các bạn hiểu ý không ạ? Đấy là kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật như để chúng ta tưởng tượng rằng các ông như làm này nghe hoành tráng, bản chất là cái gì? Bản chất là các ông gây ra dissect cái chủ động để cho đầu gần chạm với đầu xa. Như vậy nếu mà cái đoạn tổn thương này là dài thì sao ạ? Thì khả năng cao là không gặp nhau, tức là sẽ thất bại, đúng không ạ? Vậy người ta cố gắng lái hai đầu gai oai này càng gần nhau càng tốt, rồi mới gây lóc tách thì nó sẽ đỡ được cái, nó sẽ tăng cái cơ hội gặp nhau. Thứ hai là gì ạ? Người ta dùng siêu âm trong lòng mạch, người ta kiểm soát, rút ngắn cái câu chuyện này lại. Đấy. Thế là sau khi mà đục thông, đục xuôi vân vân thì bắt đầu kéo chỗ nọ, kéo ra cái kia và tạo thành cái hình ảnh điển hình, và có cái kỹ thuật đấy. Và đây là các cái cấp độ giật cấp, các cái bước khác nhau. Chúng ta dựa vào bảng hệ ở đâu, kéo ra đâu, luồn từ dưới thế nào để làm, và cái bảng tóm tắt cái chiến lược chúng ta làm. Hoặc là bây giờ với kiểu Bắc Mỹ ấy, người ta làm đây, tức là người ta sẽ lựa chọn chiến lược đầu gần, đầu xa rồi nối lại hai với nhau. Và bảng tóm tắt lại như vậy, chúng ta có rất là nhiều cái cách để mở cái động mạch tắc nghẽn mãn tính, ngược dòng xuôi dòng, phối hợp ngược xuôi không được thì gây lóc chỗ này, gây tách chỗ kia. Đấy. Thì tất cả những cái chuyện đó là mục đích chính là để chúng ta thông các cái mạch bị tắc lại với nhau. Nhưng mà vì nó phức tạp quá như này thì một câu hỏi luôn luôn cần đặt ra là vậy thì cái đống này nó có ý nghĩa gì không? Thực sự chỉ định của những cái này là gì? Đấy, thì cái đấy là lại quay trở về câu hỏi trước là thực sự cái này nó có gây thiếu máu cơ tim không? Nó làm như vậy nó có cải thiện được cái gì không? Vân 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 vân. Thì đấy là các cái kết luận liên quan đến kỹ thuật tổn thương CTO, đánh giá tổn thương phức tạp hay không phức tạp, chiến lược là như thế nào, dụng cụ là thế nào, giật cấp làm sao. Tất cả những cái chuyện đấy thì tôi chỉ muốn nói giới thiệu để các bạn hiểu cái khái niệm làm về nó thôi. Chứ còn bây giờ phân tích sâu ở từng guidewire, cảm nhận thế nào, tổn thương này ra sao, uốn một góc thế nào, basically đấy không phải việc chúng ta. Đúng không ạ? Đấy không phải là ở những người mà học theo cái kiểu nền là như vậy. Đấy thì đấy là một cái tổn thương nữa. Hình như là hết rồi đúng không? Tôi còn mấy cái thứ khác trong bài slide nhưng mà về mặt cái cần trình bày cho các bạn là hết rồi đúng không? By the way, cái tổn thương nhiều thân động mạch vành thì nó hơi khác một chút. Nó đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta có làm can thiệp hay không làm can thiệp? Đấy là được cái việc mà tổn thương nhiều thân mạch vành, bởi vì khi chúng ta làm can thiệp nhiều thân mạch vành thì cái khả năng cao là chúng ta sẽ gây ra cái tỷ lệ tái hẹp, rồi đẩy cao cái chuyện mà suy thận do thuốc cản quang, trong khi đó cái hiệu quả thì không phải là quá nhiều. Vì thế nên là đối với cả nhiều thân mạch vành thì việc đầu tiên luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn là làm can thiệp hay không làm can thiệp. Đấy là luôn luôn còi đặt ra. Nếu đã chọn phương án làm thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là tối ưu cái kết quả làm can thiệp để hạn chế tái hẹp, hạn chế tắc stent. Thế làm thế nào để tối ưu? Thì muốn tối ưu được làm can thiệp thì có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta dùng hình ảnh để chúng ta tối ưu. Đây là siêu âm trong lòng mạch, stent nó có áp thành hay không? Có bỏ sót những tổn thương mà gọi là bị dissect phía đầu, gần đầu xa hay không? Cái thứ hai là gì ạ? Là tối ưu tưới máu, đánh giá bằng FFA. Xin thưa với các bạn là gì ạ? Là nếu chúng ta làm can thiệp bình thường như thế này, hình ảnh chúng ta trông cực đẹp, 30% trong số những hình ảnh cực đẹp như vậy, chúng ta làm FFA phía xa, chúng ta vẫn thấy FFA giảm. Tức là vẫn còn thiếu máu tồn dư sau khi chúng ta đặt stent xong, nếu chúng ta không đo FFA. Thế thành ra là đấy là câu chuyện của việc đặt nhiều stent và đặt tổn thương nhiều thân. Vậy tóm lại, tổn thương nhiều thân là gì? Câu hỏi số 1 cần phải trả lời. Cái này, stent hay là phẫu thuật? Phụ thuộc vào việc tổn thương lan tỏa hay không lan tỏa. Tổn thương lan tỏa, xanh tắc cao, chỉ định tuyệt đối là gì? Phẫu thuật. Nếu bệnh nhân không muốn phẫu thuật, từ chối, tôi không muốn làm phẫu thuật, tôi chấp nhận ABCDF, hoặc là nguy cơ phẫu thuật quá cao, bệnh lý phổi, bệnh lý gan, bệnh nhân lựa chọn phương án can thiệp, thì chúng ta cần phải gì ạ? Tối ưu kết quả can thiệp. Hai thứ, một, IVUS cho chỗ đặt stent. Stent có áp thành tốt hay không? Có nở đều hay không? Có bỏ sót tổn thương hay không? Dissect đoạn gần đoạn xa thế nào? Và cái thứ hai là tối ưu dòng chảy sau stent. Mà tối ưu dòng chảy sau stent bằng gì? FFA. Chấm hết. Đấy là quan điểm 2020 đấy. Trước đây nó không có cái vế là tối ưu bằng FFA. Nhưng mà sau cái thử nghiệm năm 2018, cuối năm 2018, đầu năm 2019, nó gọi là thử nghiệm DeFi, PCI, thì nó làm thay đổi cái cách nhìn chúng ta nhìn. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng. Trông sinh nhưng chưa chắc đã sinh là vì thế đấy. Phải đo FFA phía xa để mình xem là thực sự dòng chảy thế nào. Nếu có thể bất thường, lê, nòng nặng, thì lúc đó chúng ta mới cải thiện được cái kết quả sau can thiệp. Đấy thì đấy là cái phần mà chúng tôi cần phải nói ngắn gọn với các bạn như vậy. Và đấy là những thứ tôi nghĩ là chúng ta cần phải có trong đầu một chút. Chứ còn đi sâu hơn thì nó sẽ là stent nào, taper hay không taper, rồi nhánh bên hay không nhánh bên, vân vân. Nó hoặc là vôi hóa vân, nó hơi ngoài những cái chúng ta nghĩ một chút.